Chào các em học sinh đến với tiết học online môn âm nhạc 6. Trước khi vào bài mới, cô nhắc lại nội dung tiết học trước, tiết 33. 1. Ôn tập bài hát Hola He Hola Ho. 2. Tập đọc nhạc số 10. Và bây giờ, cô mời các em bắt đầu bài học của tiết 34. Ôn tập bài hát Hola he hola ho. Ôn tập tập đọc nhạc. Tập đọc nhạc số 10. Âm nhạc thưởng thức. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa Thu. Chúng ta bước vào nội dung đầu tiên. Một nhỏ ôn tập bài hát Hola he hola ho. Cô mời các em hãy nghe nhạc và hát bài hát. Các em hãy luyện tập hát nhiều lần để hát đúng giai điệu của bài hát. Các em đã vừa ôn tập nội dung 1 và bây giờ chúng ta cùng ôn tập nội dung 2. Hai nhỏ ôn tập tập đọc nhạc số 10, Con Kênh Xanh Xanh, trích nhạc và lời Ngô Huỳnh. Cô mời các em nghe giai điệu của bài tập đọc nhạc. Cô mời các em hãy đọc bài tập đọc nhạc theo giai điệu. Thank you.
luyện tập đọc bài tập đọc nhạc nhiều lần để đọc đúng tên nốt và lời ca của bài tập đọc nhạc. Chúng ta đã vừa ôn tập hai nội dung bài hát và tập đọc nhạc. Và bây giờ, cô và các em cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo. Ba nhỏ, âm nhạc thưởng thức, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoác và bài hát Lúa Thu. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về nhạc sĩ. A nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoác, 1910-1993. Các em hãy tìm hiểu nội dung nhạc sĩ trong sách giáo khoa, trang 61. Đây là chân dung của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoác. Và bây giờ cô và các em hãy cùng tìm hiểu về nhạc sĩ. Ông sinh ngày 11 tháng 2 năm 1910 ở Hà Nội và mất vào năm 1993, là vị chủ tịch đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông được mệnh danh là người anh cả của nền âm nhạc mới Việt Nam. Một số bài hát của nhạc sĩ như Con Voi, Thằng Bờm, Lúa Thu, Ta Đã Lớn, Theo Lời Bác Gọi, vân vân. Một số tác phẩm hòa tấu nhạc cụ, Ông Giống, Sơn Tinh Thủy Tinh và những tác phẩm cho bộ gõ của dân tộc, Tiếng Pháo Giao Thừa, Cúc Trúc Tùng Mai, vân vân. Và bởi vì những đóng góp của ông dành cho âm nhạc, ông đã được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Và các em đã vừa tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoác. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung phần bài hát. B nhỏ, bài hát Lúa Thu. Các em hãy lật sách giáo khoa trang 61 để tìm hiểu về bài hát. Bài hát ra đời vào năm 1958, là một ca khúc viết cho thiếu nhi khá độc đáo về đề tài đấu tranh thống nhất đất nước. Bài hát có giai điệu vui tươi, trong sáng, nhạc điệu hòa quyện với lời ca như vẽ nên một bức tranh phong cảnh đồng quê mùa thu lúa chín với những đợt sóng lúa vàng dập dìu. Có lúc lại trầm lắng, gợi tả nỗi niềm mong đợi ngày đất nước thống nhất của tuổi thơ Việt Nam. Và cô mời các em hãy nghe bài hát. Nắng hành vàng tỏa thơm mùi lúa, nắng hành vàng tỏa thơm mùi lúa mà gió thu vờn nhẹ lay lúa thu. Đêm đêm hôm trước em ngủ em nằm mơ, bay bay với pháo bông bay đêm ngồi, mơ bay với pháo bông bay đêm ngồi. Nam kia vẫn mong chờ, vẫn mong chờ Điện Biên cười nắng, vẫn mong chờ Điện Biên cười nắng mà núi sông miền Nam kia nhớ mong. Thơm mùi lúa mà gió thu vờn nhẹ lay.
vẫn mong chờ, vẫn mong chờ Điện Biên khi nắng, vẫn mong chờ Điện Biên khi nắng mọc núi sông miền Nam kia nhớ mong. Các em đã vừa tìm hiểu ba nội dung của tiết học hôm nay. Các em hãy học thuộc bài hát, luyện tập hát đúng giai điệu và tập vỗ đệm theo phách cho thuần thục. Học thuộc tên nốt và lời ca bài tập nhạc số 10, Con Kênh Xanh Xanh. Đồng thời đọc lại nội dung về nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa Thu trong sách giáo khoa. Tiết học online đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.